Sắp hạng nhiệt đầu địa xin kính chào tất cả các bác. Đây là buổi chiều ngày 22 tháng 10 năm 2020. Em tiếp tục lên sóng một con máy rửa bát Panasonic. Con này có mã là NPTL3. Một con máy bán rất là chạy, mẫu mã đẹp, giá cả hợp lý. Con này em để số 2. Các bác nhìn trên clip thấy đẹp cũng không khác gì con TL7 đúng không ạ? Mẫu mã y hệt TL7 luôn. Một con máy rất là vừa tầm tiền, con này em bán được 5 triệu rưỡi các bác nhé, giá 5 triệu rưỡi chưa có phí vận chuyển, chưa có đổi nguồn. Đấy. Con nhìn y hệt TL7, không có khác biệt gì, mẫu mã con này cũng rất là đẹp thôi mà, rất là đẹp nhé. Sản xuất năm 2010 này, chênh mấy năm sản xuất so với TL7. Nhưng về cơ bản thì cũng không có gì khác biệt. Hình thức cũng 1.9:1.10 so với TL7, 1.10 con này. Riêng bọn hàng bãi Nhật này thì cái năm sản xuất nó không quyết định cái gì mấy. Đấy, máy rất là đẹp nhé. Bên trong nội y cũng rất là mới. Đấy, các bác xem. Đấy, dòng chỉ này. Xin là các bác cứ liệu cơm gắp mắm kinh tế của mình đến đâu mình chơi các cái dòng đến đấy. Bọn này nó gần như là bền 3-40 năm. Không phải nghĩ ngợi gì cả. Về mình so trông rất là mới nhé. Vệ sinh rất là sạch sẽ này. Đấy. Dòng chỉ đẹp. Nói chung là chả có gì khác TL7. Cả mỗi là nó sản xuất trước rồi ạ. Về cấu tạo chức năng hay là độ mới cũng xem nhau. Giá cả hợp lý, có hơn 5 triệu đây, giá 5 triệu rưỡi. Đấy, các bạn là kinh tế vừa phải, chơi con này không phải nghĩ ngợi gì đâu ạ. Tuổi thọ của máy rửa bát Nhật rất là cao. Vì nó rất là không có cái gì để hỏng cả. Nhiều bác còn sợ bơm thì vĩnh cửu các bác nhé, không có cái gì để hỏng bơm đâu ạ. Thế nói cho các bác yên tâm, bơm nó chả có gì để hỏng cả. Ngoài cái phớt này, cái phớt thì nếu mà chẳng may có hỏng thay đơn giản. Đấy, còn rất là ít con bị hỏng phớt, hiếm lắm. Chung là đồ đạc sửa chữa dễ, thay thế sẵn sàng, giá cả hợp lý. Đấy, những con Nationa mười mấy năm, 20 năm rồi vẫn chạy mầm. Vấn đề tuổi thọ của nó khoảng cáo 40 năm vẫn chạy tốt. Nên các bác yên tâm mà sử dụng ạ. Con này bán 5 triệu rưỡi thôi nha, các bác nào chốt thì các bác alo, máy rất là đẹp đấy ạ. Giá 5 triệu rưỡi chứ phí viện chuyển chưa có đổi nguồn. Xin chào các bác.